trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm, mà hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con cô đơn trên đường về, lao đao khi chiều về, để bóng tôi u mê đời sống những đam mê. Xin Chúa là hạnh phúc cho hồn con say mê. Cho con thôi buồn phiền, cho con luôn trọn niềm nguyện mến Chúa chung kiên. Dù lắm nỗi oan khiên, xin Chúa là lẽ sống cho đời con đi lên. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm, mà hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Chúa ơi, là hư vô. Chúa ơi, con xin dâng cha cuộc đời, trọn đời. Lạy Chúa, Chúa muôn ân, nguyện Chúa xuống muôn ân. Xin Chúa là thánh lũy cho đời con nương thân. Chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng quê lớn trong người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Anh chàng con mang theo đầy đau buồn của thế giới, anh chàng con mang theo cho cảm ơn của dân nghèo. Về đây xin thương cha trong lo âu, Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp muôn làng, cùng quê hương sông người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo cuộc nỗi loạn của người trẻ, hành trang con mang theo niềm lo sợ của lớp già. Về đây xin dâng cha trong lo âu,
đưa hai tay muôn trùng xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng với lớp sông người vẫn về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp muôn làng, cùng với lớp sau người thành người. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý. Hành trang con mang theo mọi xây dựng tìm công bằng. Về đây xin danh Cha trong lòng, đưa hai tay muôn trùng xây thế giới mới. Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng với lớp sông người thành người. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với Hội Thánh chúng ta mừng kính lễ Thánh Matthew, tông đồ và cũng là tác giả sách Tin Mừng. Và chúng ta gọi là Tin Mừng theo Thánh Matthew. Và thường có thói quen chúng ta gọi đó là Tin Mừng thứ nhất, sách Tin Mừng thứ nhất trong 4 sách Tin Mừng. Hôm nay mừng lễ Thánh Matthew tông đồ và là tác giả sách Tin Mừng. Và chúng ta được nghe chính cái câu chuyện mà Thánh Matthew tường thuật về chính cái ơn gọi của mình. Thánh Matthew là trong các tin mừng khác còn có tên gọi là Levi, và ngài là người thu thuế, đã được Đức Giêsu kêu gọi: "Hãy theo tôi." Và ông đã đứng dậy và đi theo người ngay lập tức. Mừng lễ Thánh Matthew tông đồ và là tác giả sách Tin Mừng hôm nay là cho chúng ta thấy rõ hơn, cho chúng ta thấy rõ nét rằng lòng thương xót của Chúa không có loại trừ ai, không có loại trừ bất cứ ai. Ngược lại, lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, người đến để cứu vớt những con người bị hư mất, ngài đến để đem những con người lạc bước trở về với Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đặt nơi vị tông đồ Matthew, một người thu thuế trong cái nhìn của người Do Thái đấy là quân tội lỗi, người bị loại trừ, bị loại bỏ. Nhưng mà với Chúa Giêsu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa được bộc lộ, được thể hiện và bây giờ được trao ban cho những ai sẵn lòng bước theo ngài, đi theo người. Và một điểm nữa chúng ta thấy nơi hình ảnh của tông đồ, Thánh tông đồ Matthew, tác giả sách Tin Mừng, cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái xác tín chắc chắn rằng con người, những người dù là tội lỗi như thế nào, dù tội lỗi lớn như thế nào đó, nhưng mà một khi đón nhận Chúa Giêsu Kitô, tin nhận vào ngài, thì chính những con người đó được biến đổi và trở thành những con người rất quan trọng trong ánh nhìn của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đứng đến để chữa lành, Thiên Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi trở về sống trong lòng thương xót của ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người đã bước theo Đức Giêsu Kitô, tin nhận ngài. Chúng ta cũng học hỏi nơi Thánh Matthew tông đồ đấy một cái sự sẵn sàng theo bước theo Đức Giêsu Kitô, sẵn sàng từ bỏ để đón nhận một mình Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta và là nguồn sống duy nhất của chúng ta. Và chúng ta để cho Chúa biến đổi một người chúng ta và có một cái nhìn của Chúa, đấy là cái nhìn của lòng thương xót, của lòng chạnh thương đối với anh chị em của mình, nhất là đối với những người mà đang phải đối diện với những thử thách, những khó khăn và thậm chí là đang sống trong tội lỗi nữa. Nhưng mà tất cả chúng ta được mời gọi có một cái nhìn của lòng thương xót, lòng chạnh thương của Chúa đấy, để ngang qua đó lòng thương xót, sự sống của Chúa được trao ban cho chúng ta và cho tất cả anh chị em của chúng ta. Amen.
lòng thương xót, Cha đã ban tặng chúng sinh dòng máu của con Cha, Thầy xóa bao tội nhân thế, cậy vào tình thương khó của chính con Cha dấu yêu. Giờ này đoàn con xin Cha hãy xót thương trần gian, con dâng Cha máu thánh, mình thánh Giêsu con Ngài. Xin Cha thương thế giới, con sống trong muôn cầu nhau. Xin dâng con chi thánh, thân tín với linh hồn người. Nguyện xin hãy gióng thương, đưa chúng con về cõi trường sinh. Cậy vào lòng thương xót, con đến xin Ngài đói thương. Xin xác hồn tim con trong máu nước lòng thương xót, nguyện cuộc đời con mãi yêu Chúa yêu người thiết tha. Mọi nẻo đường con đi in dấu xót thương của Ngài, con xin đồn tin thác vào trái tim Cha nhân từ. Con xin luôn tin thác lòng xóm thương không ngừng buồn, con xin luôn tin thác lời hứa Cha ban muôn người. Chạy đến lòng xót thương, chia tay xin đổi mới đời con. Cậy vào lòng thương xót, Cha đã ban tặng chúng sinh dòng máu của con Cha, Thầy xóa bao tội nhân thế. Cậy vào tình thương khó của chính con Cha dấu yêu. Giờ này đoàn con xin Cha hãy xót thương trần gian, con dâng Cha máu thánh, mình thánh Giêsu con Ngài. Xin Cha thương thế giới, con sống trong muôn cầu nhau. Xin dâng con chi thánh, thân tín với linh hồn người. Xin hãy xót thương, đưa chúng con về cõi trường sinh. Con xin luôn tin thác vào trái tim Cha nhân từ. Con xin luôn tin thác lòng xót thương không ngừng buồn. Con xin luôn tin thác lời hứa Cha ban muôn người. Chạy đến lòng xót thương, chia tay xin đổi mới đời con. Tantum ego sacramento. Sensum Deo.
Sanctum ego sacramentum veneremus enuiri et anticum documentum novos edarituiri prester fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, laudes jubilatio, salus honor virtus quoque, procedenti ab utroque compassi laudatio. Giêsu, con quỳ đầy dưới mình thành người. Giêsu, con quỳ đây tôn thờ kính Chúa. Con tin Chúa hiện diện sao quá ân thần. Con lắng động để nghe tiếng nói Ngài yêu con. Giêsu Kitô từ trời cao xuống thế gian người, yêu muôn sinh linh đã trở nên tấm bánh nhỏ này. Thân con để Ngài xuống trần, Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ nghèo. Giêsu ôi tình yêu Chúa thật cao vời, hy sinh đã chịu chết cứu chuộc tội con. Giêsu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ Chúa thật dịu hiền.
cho con yêu Ngài thôi, chỉ mình Ngài thôi. Tim con thấy rộn ràng khi ở bên Ngài. Yêu Chúa rồi, tình con với Chúa chẳng hề phai. Giê-xu Ki-tô từ trời cao xuống thế gian rồi, yêu muôn sinh linh đã trở nên tấm bánh nhỏ này. Thân con vô nào có đáng gì để Ngài xuống trần. Giê-xu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ nghèo. Giê-xu yêu con đã chấp nhận sống kiếp khổ.
ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng lạnh mừng vui muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria cùng đứng đò đầy chan hòa, lòng con yêu mến đây trông thiên hòa. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy kia, đưa hồn con tới quê thanh nhàn. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha nài xin, con đang ngâm phép mừng vui từ đây. Này con thành tâm lên yêu cậy tin, cao đao phép thanh gian biết bao lần ngoan, tan theo năm tháng chiến tranh không chi. Đây con cậy trông như vương bình an, xin ơn phép thánh mân côi phù chi. Ngày nay con đến hát khen Chúa thiên đàng, dâng lạnh mừng vui muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiên bao mừng vui. Ôi Maria cùng đứng đò đầy chan hòa, con hết tâm này vang. Mẹ đưa hồi thánh qua cơn lần tan. Mẹ ơi, mẹ thương giáo hội Việt Nam, giơ tay cứu vớt xuống.